Alo, xin chào tất cả mọi người quay trở lại với clip của ốc tiêu 957 server 2. Nay mình sẽ làm clip phá cái hạc anh em PT Down này. Mình sẽ phá sạch luôn, phá nát cái hạc này luôn. Tại vì cái hạc này mang chân lừa đảo quá nhiều. Hôm nay mình sẽ phá sạch. Và cái hạc này thì đã bị phá sạch rồi. Và hôm nay mình sẽ phá cho nó cạn hơn luôn. Ok không ạ? Anh em có đồng ý không ạ? Tại do hạc này đã mang chân lừa đảo quá nhiều rồi và bây giờ vô tay mình thì mình sẽ cho nó đi luôn, vĩnh viễn không quay trở lại. Và để mình xem nào, à hợp thể vĩnh viễn này các bạn, này hạc này ức quá này, quá nhiều anh em quá nhiều anh em kiện cáo rồi. Rồi ok, hôm nay mình sẽ làm clip phá sạch hạc này luôn. Ok, thích thì chiều luôn đúng các bạn, mang chân lừa đảo quá nhiều. Hồi nãy thằng bạn thằng AD số 23 của Hoàng Bách cũng có mất 1 tỷ rồi. Và giờ thì quá là ấy rồi. Giờ quá là bức xúc rồi. Mất hơn nó bán 1 tỷ 9 xong thằng kia mất ạc và giờ vô tay mình. Và mình sẽ chiêu bỏ tiền ra để phá luôn, mình sẽ chuyển hết vàng qua. Vô tay coi này. 28 triệu à? Hạc này mang chân lừa đảo quá nhiều rồi. Mình sẽ xử đẹp luôn. Ok không ạ? Các bạn đồng ý không ạ? Rồi ok, mua bán phí gửi luôn. Phí đây. À, 36 ngọc đúng không? Đổi đệ tử là mất là 100 ngọc. Rồi ok, mình sẽ ký luôn 80. Ok, biếu chú mày 80 ngọc luôn. Để làm clip cũng như là phá tan hạc này. Ô nhanh nào nhanh nào. Ô nhanh nào. Ô hên quá. Rồi ok, giờ thì mày nát với tao nhá. Ok. Ok, một rồi ok, đủ ngọc rồi, 111 ngọc. Giờ tao chạy qua đảo cá mê tao phá sạch. Ok. Mình clip này mang tính chất vui nhộn. Ok, và nó đã lừa đảo quá nhiều người. Và hôm nay mình sẽ làm clip này mình muốn triệt để hạc này vĩnh viễn và không bao giờ cho nó quay trở lại server 2 nữa. Nó đã mang chân vướng chân lừa đảo quá nhiều. Anh em bị lừa đảo quá nhiều, mất mát đau thương, bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu anh em đã khóc lóc vì nó. Hôm nay mình sẽ không muốn điều đó xảy ra nữa. Và hôm nay tự mình sẽ phá cái hạc anh em PT Down này. Hạc này cũng có một thời buôn bán PT và hạc này chính xác là hạc đăng ký thật. Anh em cẩn thận. Hạc này là Ngọc A còng gmail.net. Ok không ạ? Ngọc A còng gmail.net. Tên nhân vật là anh em Petalao. Anh em cẩn thận nhé. Tí nữa thôi là nó sẽ lấy lại ạc liền. Tí nữa thôi là nó sẽ lấy lại ạc liền. Nên mình phải phá ngay tức khắc. Và mình bỏ luôn 80 ngọc ra. Mình phá luôn. Ok luôn. Thích thì chiều luôn. Ok, đổi đệ tử luôn. Là ạc này mất giá. Chứ không là nó cứ lừa đảo một lần là 1 tỷ 9 này, một lần 1 tỷ là anh em nghèo đói hết, tất cả vì anh em thôi. Rồi ok, cửa hàng đặc biệt đổi đệ tử. Ok, mua luôn. Rồi ok, mày thích. Rồi ok. Nát nhé. Rồi ok. Clip này mình đã ngăn chặn rồi. Mình thông báo luôn với toàn server này, ốc tiêu 957 đã đổi đệ tử hạc này đó, mình tuyên bố luôn đó. Tại vì hạc này đã mang chân lừa đảo quá nhiều nên mình không muốn nó vào tay ai bị lừa đảo thêm một lần nữa. Mong anh em hiểu cho mình, hiểu cho còi ốc tiêu 957. Hạc này đã mang chân lừa đảo rất nhiều người và hồi nãy đã lừa đảo AD24, đó là một con số là 1 tỷ 9 vàng, phải đền bù 1 tỷ 9 vàng. Và bây giờ may mắn là vô tay mình nên là hết nhé. Từ nay thì không còn cái ID này ở trên cõi đời này nữa nhé. Và nó cũng nát bét rồi. Ok, mình sẽ chụp lại một cái hình. Ok, để tuyên bố luôn với lại mọi anh em là mình đã xóa. Ok, và mình không có hối hận khi mà đã làm cái việc này. Ok, mọi người ủng hộ mình nhé. Mình đã làm á, thì mình không bao giờ hối hận. Rồi ok, hẹn gặp lại tất cả anh em ở những clip tiếp theo của cái chương trình 957 server 2. Ok, hẹn gặp lại anh em.